Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tích cực đầu tư đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Hiện tỉnh Long An có 4 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Phú Gia Long An, huyện Thành Quá, thuộc công ty cổ phần Ba Quân, công ty trách nhiệm hữu hạn Quy Long An Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung Sơn Long An, huyện Đức Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh, huyện Tân Hưng các doanh nghiệp này đã tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất xây dựng dùng nguyên liệu kết nối chuỗi giá trị hàng hóa, nâng chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường và tạo dựng được thương hiệu riêng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tạo ra những sản phẩm sạch chất lượng được coi là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay